Chào bạn, hôm nay ngày 10 tháng 9 năm 2022, shop Hưng My tiến hành giới thiệu mẫu Kali S3000. Khung sườn được trang bị khung sườn nhôm, bột nhôm ghi đông bô tăng cốt yên nhôm, tay đề Shimano, cùi đề cùi đĩa Shimano, dò dĩa Shimano, cái clip Shimano, 3 đĩa và 8 clip. Bánh trước bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh, bánh trước bánh sau hỗ trợ chớn. Tên con xe thương hiệu con xe Kali S3000. Con này em đang có chương trình khuyến mãi, để biết thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi các anh chị vui lòng coi comment bình luận bên dưới nha các anh chị nha. Kali S3000, tay đề Shimano, tay thắng, bao tay có khóa chặn. Nên con xe thương hiệu con xe Kali S3000. Màu sắc con này là màu đen màu trắng. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995 hoặc 0984649676. Cấu hình con xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa và 8 clip Shimano 38. Hàng chính hãng của Shimano. Shimano là hàng thương hiệu của Nhật nha các bạn nha. Xài thì tuyệt vời luôn, độ bền cực kỳ cao, 3 đĩa và 8 clip. Hiện tại Shimano trên thị trường Việt Nam là hầu như là chưa có đối thủ để cân lại nữa. Giá thành rẻ và được nhiều hãng sử dụng. Cái quan trọng nữa là dễ thay dễ sử dụng, 3 đĩa và 8 clip. Ngàm thắng gom, khung sườn nhôm. Tên con xe thương hiệu con xe Kali S3000. Sườn không mối hàng, đi dây âm sườn. Cốp yên nhôm, yên Kali khóa mở cốp yên. Ngàm thắng gom. Kali S3000. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995 hoặc 0984649676. Cùi đề đĩa xe được trang bị cùi đề đĩa Shimano Tonay. Dò dĩa Shimano 3 tầng. Cùi đề đĩa là Shimano Tonay, dò dĩa Shimano 3 tầng. Sên xe đang được trang bị sên 8 và clip con xe đang được trang bị clip thả 8. Cùi đề clip là Shimano Tonay luôn, 3 đĩa và 8 clip. Bánh trước bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh, bánh trước bánh sau hỗ trợ chớn, làm cho con xe chạy mượt và êm rất là nhiều. Vỏ con xe được trang bị vỏ 700x28, size vỏ 700x28C. Van vòi con xe là van vòi xe máy. Vỏ Kenda chữ trắng. Khung sườn nhôm, sườn không mối hàng, đi dây âm sườn. Tên con xe thương hiệu con xe Kali S3000. Con này đang có chương trình khuyến mãi, để biết thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi các anh chị vui lòng coi comment bình luận bên dưới. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995. Tay đề Shimano, ghi đông bô tăng Kali, tay đề Shimano. Khung sườn được trang bị khung sườn nhôm mối hàng, dãy cá. Dãy cá ở một số phần thôi, còn những phần chính là sườn nó xử lý không thấy mối hàng, nhìn rất là đẹp. Nhìn giống như xe carbon các bạn. Mà giá thì cực kỳ êm và cực kỳ hấp dẫn. Để biết thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi, các anh chị vui lòng coi comment bình luận bên dưới là biết chương trình khuyến mãi của con xe. Tên con xe thương hiệu con xe Kali S3000, 3 đĩa và 8 clip. Khung sườn nhôm, dây âm sườn, cốt yên nhôm, khóa cốt yên ngàm thắng. Con này là được trang bị ngàm thắng gom Kali S3000. Màu sắc con này màu trắng đen. Cùi đề đĩa xe được trang bị cùi đề đĩa Shimano Tonay. Dò dĩa con xe được trang bị dò dĩa Shimano. Sên con xe được trang bị sên 8 và clip con xe là clip thả 8. Cùi đề clip là Shimano Tonay. Tay đề Shimano, cùi đề đĩa Shimano, cùi đề clip Shimano, cái clip Shimano, dò dĩa Shimano. Xe được trang bị quá trời đồ Shimano mà giá cực kỳ hấp dẫn.
Để biết thông tin chi tiết cấu hình và giá thành con xe, các anh chị vui lòng coi comment bình luận bên dưới là biết cấu hình giá thành con xe như thế nào. Không cần phải inbox, không cần phải hỏi giá, không cần phải điện thoại để hỏi giá gì hết á nha các anh chị nha. Tên con xe, thương hiệu con xe Kali F3000. Bên em sẽ để chương trình khuyến mãi và cấu hình con xe ở dưới để cho các anh chị thứ nhất dễ mua, dễ xài và dễ sử dụng nha các anh chị nha. Tên con xe, thương hiệu con xe Kali F3000. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995 hoặc 0984649676. Tên con xe, thương hiệu con xe Kali F3000. Rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Đồ toàn bộ Shimano hết, rất là hấp dẫn. Giá thì cực kỳ tốt. Bánh trước, bánh sau, hỗ trợ chớn, trục giữa, bạc đài. Vỏ 700x28, van vòi, van xe máy. Tên con xe, thương hiệu con xe Kali F3000. Tầm giá này các bạn tìm một con cấu hình y như vậy thật sự là quá khó luôn. Gọi là không thể nào mua được luôn nha các bạn nha. 3 đĩa và 8 clip ngàn thắng gom, nó dễ xài, dễ sử dụng, ai cũng sửa chữa được hết. Khung sườn lại là khung sườn nhôm nha các bạn nha. Khung sườn nhôm, thuộc liền sườn, dây âm sườn. Tên con xe, thương hiệu con xe Kali F3000. Màu cực kỳ đẹp và dễ thương. Rất tuyệt vời luôn.